Bạn đang nghe từ Phonos. Không gì dễ bằng yêu. Tác giả: Mục sư Ngô Duy Cường. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với tác giả mục sư Ngô Duy Cường, Thái Hà Books. Chào bạn, tôi là mục sư Ngô Duy Cường, tác giả sách Không gì dễ bằng yêu. Bạn đang nghe giọng nói của chính tôi từ Phonos. Chắc hẳn bạn đã từng nghe nói, đường vào tình yêu có trăm ngày vui, có vạn ngày sầu. Nhưng sao tôi lại khẳng định rằng không gì dễ bằng yêu? Đơn giản vì chúng ta được tạo dựng bằng tình yêu, là tình yêu và cho tình yêu. Yêu dễ vì nó là bản chất thật của tất cả chúng ta. Không yêu, mọi việc sẽ trở nên rất khó. Từ khó ăn, khó ngủ đến khó khăn trong tình cảm vợ chồng và với những người xung quanh. Tiến sĩ David Hawkins, một vị bác sĩ nổi tiếng người Mỹ, ông đã từng làm bệnh án cho hàng triệu người thuộc các chủng tộc khác nhau trên thế giới. Tất cả đều cho một đáp án giống nhau. Người quan tâm đến người khác nghĩa là giàu lòng từ bi, nhân ái, hướng thiện, bao dung và độ lượng, có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt. Nhưng ngược lại, người hay chỉ trích, trách móc, đố kỵ, nóng giận, đòi hỏi, hẹp hòi và ích kỷ sẽ có tần số rung động rất thấp. Tần số rung động thấp là nguyên nhân dẫn đến các bệnh ung thư, tim mạch, v.v. Từ góc nhìn y học, ông khẳng định rằng ý niệm có ảnh hưởng vô cùng lớn đến sức khỏe con người. Căn nguyên của bệnh tật là do trong cơ thể con người thiếu tình yêu thương. Và bệnh tật bị đẩy lùi một cách vô điều kiện cũng là nhờ yêu và được yêu. Yêu là niềm vui đã có sẵn trong từng nhịp tim, huyết mạch. Hãy để dòng sông sự sống này luân chuyển, hanh thông theo bản tính tự nhiên của nó. Hãy cho phép tình yêu ở trong bạn được giới thiệu chính nó với thế giới xung quanh, đặc biệt với người trăm năm. Cảm ơn Phonos vì đã cùng tôi đưa phiên bản sách nói này đến bạn. Chúc bạn nghe sách vui vẻ. Lời giới thiệu. Văn là người. Khi đọc một bài văn, người ta có thể hiểu tác giả. Vũ Thạch An được mời viết lời giới thiệu cuốn sách Không gì dễ bằng yêu của mục sư Ngô Duy Cường. Thay vì giới thiệu cuốn sách, cho phép tôi được giới thiệu tác giả. Khi quý vị đã hiểu tác giả là người như thế nào thì sẽ hiểu rõ hơn giá trị bản văn mà người đó đã viết ra. Vũ Thành An và mục sư Ngô Duy Cường ở cùng thành phố Portland, bang Oregon. Từ lâu lắm chúng tôi có biết nhau khi mục sư vừa về bắt đầu công việc mục vụ tại một ngôi thánh đường nhỏ tại đây. Tôi biết mục sư đã gặp nhiều khó khăn lúc ban đầu, nhưng nay sau nhiều năm, nhờ ơn Chúa đã ổn định. Những tháng năm sau này, anh em có dịp gần nhau hơn trong nhiều lần gặp gỡ, trao đổi, cùng cầu nguyện, dùng bữa chung, thắp
thăm hội thánh, thăm gia đình. Với con mắt đức tin, tôi thấy được rằng mục sư quả thật là người đầy ơn Chúa. Ông sống lời Chúa với hết tâm hồn có thể. Ánh sáng Chúa cứu thế tỏa ra từ con người ông, từ lời nói, cử chỉ đến cách cư xử. Qua trao đổi, tôi thấy được rằng bất cứ vấn đề gì ông cũng đều suy nghĩ, nhận định theo góc độ cao cả của Chúa. Phải nói rằng ông thấm nhuần cao độ lời Chúa. Ánh sáng Chúa cứu thế từ ông lan tỏa trong gia đình, đến người vợ hiền, đến các con ngoan và đến hội thánh. Ông sống trọn vẹn như một tu sĩ giữa đời trong chính gia đình mình. Ông yêu thương vợ như yêu thương hội thánh. Tôi cũng đã gặp Yến Nga, vợ ông, các con ngoan của ông, rồi thân phụ, thân mẫu, cả anh em bạn bè, và được thăm hội thánh nơi ông phục vụ. Tôi cảm nhận được sức ảnh hưởng lớn của ông đối với những người chung quanh. Nói tóm lại, mục sư Ngô Duy Cường đã sống lời Chúa đến mức cao độ nhất mà tôi hiếm khi gặp. Với một con người sống lời Chúa sâu sắc như vậy, thì tất nhiên văn ông viết ra cũng chuyên chở được phần nào đức tính của một người con yêu của Chúa. Trong từng trang giấy trải dài ra đến hết quyển sách, ông đã viết ra được tình yêu Chúa trong cuộc sống lứa đôi gia đình. Ông đã thăng hoa tính dục bằng ánh sáng thiêng liêng. Xin chúc mừng mục sư, nhà văn, họa sĩ Ngô Duy Cường. Phó tế, nhạc sĩ Vũ Thành An. Bàn về chữ yêu. Tình yêu như ánh mặt trời, trái tim sẽ rất đơn lạnh nếu thiếu nó. Con người vốn không thể tồn tại nếu không yêu và không được yêu. Gần đây, giới khoa học tạo ra một loại người máy rất tinh vi, khác với những robot thô cứng trước đây. Loại người máy này được phủ một lớp da nhân tạo, tóc nhân tạo và có thể phát âm tựa như tiếng người. Với kỹ thuật tinh xảo, các nhà phát minh dự tính sẽ đưa ra thị trường hàng loạt những cô gái robot để lấp vào những chỗ trống trong đời sống tình cảm của con người. Người ta sợ lập gia đình, sợ gọi ai đó là vợ, là chồng, sợ phiền, sợ mệt, sợ tranh cãi, sợ cảnh ly dị, sợ có con, sợ trách nhiệm, đủ mọi cái sợ. Để tránh cái sợ, người ta chọn bỏ tiền đặt mua một cô gái robot. Với cái remote trong tay, chủ nhân có thể bấm nút và điều khiển cô vợ mới của mình bất cứ lúc nào. Ngay tức khắc, cô gái sẽ xuất hiện trước mắt. Lúc nào và ở giây phút nào hễ được gọi, người đẹp robot sẽ xuất hiện và đáp lời một cách êm nhẹ như rót mật vào tai. Em luôn ở bên cạnh anh, người yêu dấu. Cô gái robot sẽ khỏa thân và tùy theo mong muốn, chủ nhân có thể yêu cầu: thôi, hôm nay anh không muốn nhìn em khỏa thân nữa, chỉ muốn em khen anh thôi. Ngay tức khắc, nó sẽ cất lên lời khen ngợi chủ nhân. Những lời này đã được lập trình sẵn. Điều đặc biệt ở người máy này là không bao giờ cãi lại chủ nhân của nó, mà chỉ biết khen và khen, không chê bai, thẩm định hay than phiền. Cũng chẳng bao giờ so sánh chủ nhân của mình với người đàn ông khác. Thật khó có thể tưởng tượng được sau này những cô gái, anh chàng người máy không chỉ được giấu kín trong nhà mà đi đứng ngập tràn khắp phố. Không biết lúc đó sẽ có sự thay đổi gì trong đời sống con người, nhưng có thể đoán là thế giới sẽ không còn những thi sĩ, họa sĩ nữa. Đơn giản là vì
họ không còn nguồn cảm hứng để sáng tác, không còn câu hát. Tôi đi giữa hoàng hôn, khi ánh chiều buông, khi nắng còn vương. Cũng không còn ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi tôi biết tương tư là gì. Robot dù đẹp cách mấy mà không có tình yêu thì lạnh lùng vô vị quá. Chỉ tình yêu mới chạm được khao khát được yêu, chỉ tình yêu mới thỏa nguyện ước vọng yêu. Con người được tạo dựng để yêu và được yêu. Yêu là lý do sống, sống là để yêu. Yêu được và được yêu chính là hạnh phúc trong suốt chuỗi ngày dài của đời người trên trái đất. Người ta đôi lúc lầm lẫn tưởng tránh xa thế trần là có thể né tránh cái lụy của tình yêu. Nhưng dù có đi đến đâu, ta cũng mang theo chính mình là khát vọng yêu và được yêu. Đọc Hồn Bướm Mơ Tiên của nhà văn Khái Hưng, chúng ta thấy tác giả đâu đó luận rằng chẳng đi đâu có thể tránh khỏi ái tình, ngay cả lên tận núi cao cũng chẳng thể dứt được những rung cảm tự nhiên của một trái tim còn nóng. Chỉ riêng tựa đề của câu chuyện cũng nói lên được tất cả cái bản chất, cái hồn của con người. Hồn ấy chính là hồn bướm. Dù có muốn mơ tiên hay trở thành tiên, nghĩa là dứt đi cái lụy về ái tình, thì cũng không làm sao được. Khái Hưng đã rất khéo léo đặt triết lý này vào bức tranh của cuộc sống. Đây là một tuyệt tác văn chương ẩn tàng triết lý sâu nhiệm của sự sống, vì trong đó ta thấy hàm chứa tinh hoa của tình yêu mà tạo hóa đặt bên trong trái tim con người. Ta cũng nhận biết tình yêu giữa nam và nữ là định luật bất di bất dịch. Yêu là bản chất và sức mạnh lớn trong con người. Yêu là con người và con người là tình yêu, vì người được tạo dựng theo hình ảnh của đấng yêu thương. Lời Kinh Thánh nói: Đức Chúa Trời là tình yêu và tình yêu là sự sống. Sự sống này hiện hữu trong cơ thể, trong từng tế bào, nhịp tim, sự rung cảm. Liệu người ta có thể nhờ đường tu mà bước đứt được tơ tình hoặc khiến nhịp tim ngừng đập? Trái tim ngừng đập thì còn gì là sự sống nữa? Đấng tạo hóa tạo ra con người không phải để tu mà là để yêu. Con người chỉ hạnh phúc khi sống thuận hòa với lẽ tự nhiên của âm dương, thánh ý của hóa công, sống để yêu và yêu để sống. Vì vậy, cái tu mà thế nhân cần tâm niệm là cái tu cảm nghiệm tình yêu, là sự đan quyện hài hòa giữa nam và nữ, âm và dương một cách tốt đẹp. Tạo hóa đã khẳng định từ thuở ban đầu tạo dựng loài người rằng con người ở một mình thì không tốt, không tốt và cũng không xong. Con người chỉ xong và chỉ biết mình đủ khi có âm có dương. Như người xưa từng nói: có âm dương có vợ chồng, dẫu tự thiên địa cũng vòng phu thê, theo Ôn Dư Hầu. Nam và nữ như âm và dương được tạo dựng cho nhau và cuốn hút nhau. Nhìn người con gái, người con trai cảm thấy choáng váng như đang đứng lặng nhìn vào vũ trụ sâu thẳm huyền bí. Ngắm nhìn người nữ mình yêu, người thanh niên ngơ ngác tự hỏi: ai đã dựng nên tuyệt phẩm này? Ai đã tạo nên hình ảnh này? Ai đã đặt bên trong hình ảnh này trái tim biết rung động? Dùng loại lụa gì để tạo nên làn da mịn màng và ấm nồng khát khao được đón nhận sự cọ xát mơn man từ làn da người nam? Đứng trước một tác phẩm tuyệt mỹ như vậy, một thi sĩ tài năng như Hàn Mặc Tử cũng phải quyết định làm thinh để nghe tạo hóa giải nghĩa yêu, làm thinh để có thể thật sự thưởng thức, vì yêu là thưởng thức. Tạo hóa ban cho loài người tình yêu là để thưởng thức. Thưởng thức khi yêu và khi được yêu. Thưởng thức ngay giây phút đầu tiên mới gặp. Thưởng thức khi con tim lần đầu biết hồi hộp, rung động, e ngại. Thưởng thức khi tương tư đợi chờ. Thưởng thức khi lần đầu chở nhau trên chiếc xe đạp. Đến ngã tư đường thắng hơi gấp, em bất ngờ bị dồn lên phía trước,
hai làn da vô tình gặp nhau qua chiếc áo sơ mi cũ mòn của tuổi học trò. Lúc đó bất ngờ như có một luồng điện lạnh chạy vụt qua từng mạch máu, khiến cả hai trùng mình ớn lạnh, tưởng chừng như đang trong tiết trời mùa đông. Thưởng thức lúc vô tình da chạm da, nhưng cũng có lúc thưởng thức vì cố tình len lén tìm kiếm bàn tay ấm của người tình. Thưởng thức trong đêm trăng mật và thưởng thức suốt đời uyên ương. Yêu là thưởng thức, nhưng nguồn cảm hứng thưởng thức không chỉ trong lúc còn mơn mởn tuổi xuân. Thưởng thức không dừng lại lúc da nhăn nheo, mắt mờ đục, tai không còn nghe rõ, tóc chỉ còn lưa thưa vài cọng, cọng đứng, cọng nằm, cọng cao, cọng thấp, nhấp nhô. Hay tay chân lòng thòng, trung chảy phụng về như cào cào lê lết nặng nề. Lời Kinh Thánh khẳng định, tình yêu thương không bao giờ chấm dứt. Trích thư Côrintô thứ nhất, chương 13 câu 8. Cứ yêu để ta biết mình đang sống. Trong những cuộc đấu quyền anh, khi đối thủ đã gục ngã, đưa hai tay lên đầu hàng, thì người thắng trận nhảy tưng lên vui mừng vì mình đã hạ đo ván đối thủ. Nhưng trong tình yêu thì khác. Người phối ngẫu không phải là đối thủ mà là đối tượng. Để đối tượng gục ngã thì còn ai để ta yêu? Vì vậy khi thấy đối tượng mệt mỏi, đuối sức, ta phải săn sóc, nâng niu, khích lệ. Muốn thưởng thức nhau phải giúp cho nhau mạnh khỏe, từ thể chất đến tinh thần, nghĩa là phải chăm sóc cho nhau, rủ nhau ăn, nhường nhau ăn, như cặp vợ chồng già 80 tuổi vẫn yêu thương chăm sóc cho nhau. Họ thương nhau đến nỗi mỗi lần ăn, người này cứ muốn ngắm nhìn người kia ăn, đợi người kia ăn xong rồi mới đến phiên mình ăn. Vì sao? Vì hai người chỉ có một bộ răng giả. Người chồng nhường hàm răng cho vợ nhai trước, ngồi vui vẻ ngắm vợ ăn. Khi ăn được một chút, vợ lấy hàm răng ra lại đưa qua cho chồng. Và cứ thế, cứ thế. Và cứ thế này thì làm sao mà tình yêu có thể chấm dứt được? Con người được tạo ra để thưởng thức đối tượng yêu. Người nam được tạo ra cho người nữ, và người nữ được tạo ra cho người nam. Không điều gì thiêng liêng hơn khi âm dương hòa quyện. Không hình ảnh nào đẹp hơn là đôi môi người nam chạm vào đôi môi người nữ. Hình ảnh này đã có trong tư tưởng của đấng tạo hóa trước khi có sự hiện hữu của người nam và nữ trên hành tinh này. Vì vậy, trọng tâm của sự sống là yêu, và yêu là thưởng thức, trân quý nhau, trọn đời uyên ương. Ngày 9 tháng 7, kỷ niệm ngày cưới, Yến Nga nói với tôi: kỷ niệm 20 năm đặc biệt lắm đó anh. Chúng tôi rời thành phố Portland lúc 2 giờ trưa, lái xe thẳng ra bờ biển Tillamook để tìm về kỷ niệm đêm trăng mật của 20 năm trước. Chúng tôi nhớ là hai đứa nghèo không có tiền để thuê khách sạn, vì vậy mang theo một cái lều nhỏ và cắm lều ngủ qua đêm trăng mật tại biển. Thời tiết ban đêm lạnh lắm, vì vậy cứ thế ôm nhau mà ngủ. Sáng sớm hôm sau giật mình thức giấc, lần đầu tiên trong đời hai đứa nhận biết đã là vợ chồng. Hai đứa nhìn nhau thấy thương nhau nhiều, vì mắt đứa nào cũng sưng húp, suốt ngày cưới nghe theo lời ông thợ nhiếp ảnh mở hai con mắt thật to để chụp hình. Chưa bao giờ được chụp hình suốt cả ngày như vậy. Cuối mùa hè năm đó, chúng tôi rời thành phố Portland để bắt đầu đi chung một cuộc hành trình như Abraham và Sarah của nhiều ngàn năm trước. Đi mà chẳng biết sẽ đi về đâu, chỉ đi bằng đôi mắt của niềm tin và một túi nhỏ đựng đầy tình yêu thơ ngây của hai đứa. Tội nghiệp Yến Nga đi theo chồng, người chồng chẳng có cắt bạc dính túi, thiếu thốn trăm bề. Nàng chẳng đòi hỏi gì, cũng chẳng bao giờ phàn nàn, chỉ một điều đơn sơ: biết mình được chồng thương yêu là đủ. Hôm lái xe đưa Yến Nga ra bờ biển, thời tiết mát lạnh,
Hai đứa định vẽ chung bức tranh sơn dầu cảnh biển cả, nhưng mưa lâm râm nên không thực hiện được. Trên đường lái xe, tôi nói với nàng: đưa em ra đến bờ biển, anh sẽ hôn em một cái, và trước khi về anh hôn em thêm một cái nữa. Tôi đã làm như vậy. Tôi cũng chụp cho Yến Nga vài tấm ảnh và quay một đoạn phim ngắn. Trong lúc quay phim, từ một khoảng cách cũng không mấy xa, tôi thấy Yến Nga đang cố gắng nói điều gì đó không nghe rõ vì tiếng sóng biển cứ xào xạc. Tôi hỏi với tới phía trước: em đang nói gì vậy? Nàng đáp lại: em thương anh, em thương anh, Yến Nga thương anh nhiều. Sáng sớm hôm sau, ngay sau ngày kỷ niệm ngày cưới, tôi nhận được thư từ nàng. Lời lẽ viết làm tôi không cầm được xúc động. Tối hôm qua em rất thích vì được anh hôn. Cảm ơn anh luôn yêu thương, bảo vệ, chăm sóc em và các con. Trên đời này em nghĩ rất hiếm người như anh. Tuy cuộc đời có những giai đoạn rất khó khăn, nhưng em thấy anh luôn phấn đấu không ngừng. Được bên cạnh anh, em thấy rất yên tâm và bị cuốn hút. Thương anh nhiều lắm, em. Có lần con trai út hỏi chúng tôi: ba mẹ biết nhau là cưới nhau liền hay sau một thời gian? Chúng tôi nhìn khuôn mặt ngây thơ của cháu, mỉm cười nói: ba mẹ chỉ nhìn nhau từ một khoảng cách, và 10 năm sau mới dám nói tiếng yêu thương và cưới nhau. Tiếng yêu là âm thanh khó nói, khó thể hiện. Không phải vì nó là một từ khó phát âm, nhưng vì thực chất con người không hiểu rõ tình yêu thực sự là gì, hình dáng như thế nào, ý vị ra sao. Cũng không tin rằng ở trong trái tim mình có tình yêu hay không mà dám nói yêu người khác. Xem vậy mà loài người không đủ tự tin như các loài hoa. Chúng tự nhiên và dễ dàng thể hiện bản tính một cách chân thật, không hề thấy có sự lố lăng, khiếm nhã hay giả tạo. Tôi nghiệm thấy rằng loài người thăng tiến trong mọi lĩnh vực, hiểu biết nhiều lĩnh vực một cách tường tận, nhưng duy lĩnh vực yêu, nói chung vẫn còn mập mờ, nhầm lẫn, lệch lạc, méo mó và phức tạp. Gần đây tôi thấy lời khẳng định liên quan đến chữ yêu nghe hơi lạ: love wins. Chẳng hiểu love wins là win cái gì. Cũng có bọn đàn ông con trai khích nhau đi chinh phục tình yêu hoặc chinh phục trái tim em. Chinh phục cái gì? Trái tim đâu phải bãi đất hoang để nói rằng chinh phục. Loại tình yêu love wins này thuộc loại tình yêu lệch lạc. Vụ thảm sát xảy ra tại một thành phố ở Việt Nam, nguyên nhân cũng là do loại tình yêu lệch lạc mà ra. Người thanh niên yêu một cô thanh nữ, nhưng vì không được sự đồng ý của gia đình cô, anh đã lập mưu với một người bạn đột nhập vào nhà, giết cả gia đình của cô bạn gái một cách dã man. Tưởng nguyên nhân là do mối thù gì ghê gớm đến mức không đội trời chung, nhưng chỉ vì muốn yêu người nhưng người không thuận yêu mình mà lại hành động giả tâm như vậy. Định nghĩa đúng đắn của tình yêu phải được tìm thấy ngay trong gia đình của cha mẹ. Con nhỏ phải được nhìn thấy từ cha mẹ tình yêu là thật, tốt, đẹp như thế nào thì mới biết ra đường mà yêu người. Để khi nói lời yêu với một cô gái thì đó phải là lời nói đầy lòng tin, nghị lực, can đảm, nam tính, anh hùng, hy sinh, rộng lượng, tôn trọng và trân trọng, chứ không phải ấp úng, rụt rè rồi âm thầm làm bậy. Khi người cha được tin con mình chính là kẻ sát nhân, ông nói với những nhà báo rằng chính ông cũng bị sốc, không ngờ và không hiểu được tại sao con mình lại hành động như vậy. Nhưng thực sự mà nói, nếu phải sốc thì có biết bao nhiêu người cha người mẹ bị sốc vì có dành thời giờ để nói về tình yêu với các con mình và thể hiện tình yêu của vợ chồng trước các con bao giờ đâu mà không bị sốc khi thấy con mình sống không được hạnh phúc. Con trai không được giáo dục, không được ảnh hưởng từ cha mình tinh thần trượng phu, quân tử, lịch thiệp, lãng mạn và trân quý mẹ.
mà chỉ thấy cha vũ phu, chửi rủa, tục tiểu và xem thường mẹ. Còn con cái không hề được giáo dục về hôn nhân gia đình, cách ăn, cách nói, cách gói, cách mở, cũng không thấy được nơi người mẹ mẫu đức công dung ngôn hạnh, thì khi được gả chồng, lấy chồng, chỉ chân chuyện, xe xua, ăn thua đủ, to tiếng với chồng. Thử hỏi chồng nào chịu cho nổi. Những đứa con được sinh dưỡng trong gia đình, được nhìn thấy tình yêu chân thật, hạnh phúc của cha mẹ, sẽ trở thành những con người mang vào đời tình yêu trong sáng. Nhưng ngược lại, không được nhìn thấy, chứng kiến hạnh phúc nơi cha mẹ, chúng sẽ trở thành mầm mống của loại tình yêu bệnh hoạn, khao khát, chiếm đoạt, nhàm chán. Đây là loại tình yêu ích kỷ, gây thương tổn cho những người xung quanh đến mức không tưởng. Trái tim không được nuôi dưỡng bằng tình yêu, không có tình yêu thì chẳng thể san sẻ cho ai được. Anh yêu em hay là em yêu anh không phải là một câu nói thiếu suy nghĩ, nói cho qua rồi quên, mà là sự nhận biết trong mình có tình yêu và sẵn sàng trút cạn tình yêu vì người mình yêu thương. Trong tình yêu không có điều được gọi là chinh phục, mà phải là biết. Biết là mở cửa trái tim, tâm hồn và thân thể để biết và được biết. Dựa trên tính tự nhiên của tâm hồn, trái tim và sự cuốn hút đan quyện của thân thể nam và nữ, tôi đưa ra lời định nghĩa về tình yêu. Tình yêu là sự cuốn hút đan quyện giữa nam và nữ để nở hoa, kết trái và trường cửu bất tận. Vì tình yêu là chân thiện mỹ, nên bản chất và sự thể hiện của tình yêu phải là chân thật, thiện lành và đẹp. Không thể thiếu một trong ba điều quan trọng này. Thiếu một trong ba hay hai trong ba, tình yêu chỉ là bệnh hoạn và tàn tật. Chân là thật, hàng thật, đồ thật. Nam phải là nam, nữ phải là nữ. Có thật thì mới có sanh sản, đơm hoa kết trái. Thật thì mới đẹp. Cái đẹp toát ra từ một trái tim chân thật thì mới gọi là đẹp thật hay thật đẹp được. Phong thái thanh nhã, lịch sự, hào hiệp của người thanh nam phải thật. Đức tính thùy mị, dịu dàng của người thanh nữ cũng phải là bản tính chân thật. Tình yêu thật cuốn hút sự đan quyện giữa nam và nữ. Thân thể của nam nữ được tạo dựng cho nhau, hình vóc, đường nét khác nhau là để cuốn hút nhau và kết hợp. Kết hợp đan quyện để cho nhau sung sướng, khoái lạc và hạnh phúc. Kết hợp để hiểu nhau sâu đậm. Trong lúc uyên ương ân ái, người nam và nữ không chỉ hiểu nhau qua sự rung động của thân thể, mà còn thấm nhập tâm hồn của nhau và sâu hơn nữa là linh hồn nhau, hiểu nhau để thương nhau trọn đời. Một người kể cho tôi nghe câu chuyện về những người bạn rất thân sống với nhau trên một hòn đảo nhỏ. Hàng ngày, họ đàn ca múa hát, thưởng thức những hoa trái thiên nhiên ban tặng. Mỗi người mỗi tên, người thứ nhất tên Vui Nhộn, thứ hai tên Sầu Than, thứ ba Giàu Sang, thứ tư Danh Dự và thứ năm Tình Yêu. Mỗi người một tính cách, chẳng ai giống ai, nhưng họ trân trọng và quý mến nhau. Rồi ngày nọ, một cánh chim bồ câu bay đến báo tin có một trận hồng thủy đang kéo đến, nước sẽ dâng cao hơn cả hòn đảo. Vừa nghe tin, tất cả đều lúng túng chuẩn bị thu xếp rời khỏi hòn đảo. Riêng chỉ Tình Yêu là an nhiên như không có việc gì xảy ra. Cả bốn người kia đã cho thuyền rời khỏi đảo, mang theo tài sản vật chất đầy thuyền. Khi cả hòn đảo gần chìm dưới dòng nước lũ, Tình Yêu mới kêu lên: "Danh Dự ơi, xin trở lại đưa tôi theo với." Danh Dự trả lời: "Tôi không thể trở lại, bạn hãy tự cứu lấy chính mình." Vài phút sau, nhìn từ xa thấy chiếc thuyền của Giàu Sang lướt ngang trên mặt sóng, Tình Yêu vẫy tay ra hiệu kêu lớn: "Giàu Sang ơi, xin vì tình bạn hãy trở lại cứu tôi." Giàu Sang cất tiếng nói vọng vào: "Không được, trên thuyền không còn một chỗ trống nào,
Vì đã đầy những tài sản của tôi rồi. Nước đã chân lên cao, Tình yêu thầm nghĩ, có lẽ mình sẽ bỏ mạng nơi đây. Nhưng rồi lại một lần nữa, một tia hy vọng xuất hiện. Trước đôi mắt bừng sáng của tình yêu, chiếc thuyền của Sầu Thang đang chậm rãi di chuyển qua. Tình yêu kêu lớn, bạn Sầu Thang ơi, tôi tin bạn có thể cứu giúp tôi. Sầu Thang nghe tiếng gọi, không buồn ngước mắt nhìn về phía hòn đảo, cúi đầu thì thào, tình yêu, bạn không thể theo tôi, vì tôi chỉ muốn ở một mình, chỉ một mình suốt đời. Tưởng đã không còn cơ hội nào, đột nhiên có tiếng đàn ca nhảy múa trên một chiếc thuyền từ xa. Đúng là Vui Nhộn không ai khác. Giữa cơn nguy khó vậy mà Vui Nhộn không hề lo lắng chút nào, vẫn tưng bừng như ngày hội. Thấy thế, tình yêu kêu lớn, bạn Vui Nhộn ơi, tôi đang ở đây, hãy đến đón tôi lên thuyền của bạn với. Nhưng Vui Nhộn không nghe tiếng kêu của tình yêu, nó vẫn tiếp tục tưng bừng ca hát trên boong thuyền. Đã bốn người bạn thân quý đi ngang qua, nhưng không một ai muốn vào cứu giúp tình yêu. Nước mỗi lúc càng dâng cao, gần đến ngang ngực. Rồi từ đâu, một chiếc tàu lớn không tên tiến vào hòn đảo. Từ trong thuyền, một ông lão quăng chiếc phao cấp cứu xuống hô lớn, tình yêu, hãy bám lấy chiếc phao, ta sẽ kéo người lên. Tưởng đã đường cùng, nhưng không ngờ vận may đã đến. Tình yêu ngay tức khắc ôm chặt lấy chiếc phao. Ông lão đứng trên mạn thuyền ra sức kéo tình yêu lên. Tình yêu được quan tâm rất ân cần, đặt một chiếc khăn bông lớn ôm lấy thân thể đang ướt sũng của tình yêu. Ông lão mỉm cười nói, hãy yên tâm, bạn đã được an toàn. Nào, hãy bước vào bên trong uống ít trà ấm với tôi. Tôi sẽ đưa bạn đến nơi an toàn. Tình yêu quá xúc động được cứu sống nên không kịp hỏi tên của người giúp mình. Chẳng bao lâu, chiếc tàu đã cập bến một vùng đất rộng lớn, một nơi rất đẹp. Ông lão chiều tình yêu xuống, vẫy tay từ biệt. Tình yêu vội xoay lưng bước đi, nhưng khi quay nhìn lại thì chiếc tàu đã rời xa bến. Đứng nhìn ngơ ngẩn nơi bờ biển, tình yêu muốn gọi lớn, nói lời cảm ơn với ông lão, nhưng không kịp nữa rồi. Tình yêu đi quanh hỏi han mọi người về ông lão trên chiếc tàu đó. Các ông có biết ông lão cứu tôi là ai không? Họ gật gù nói, ở đây ai cũng biết ông ấy. Tên của ông ấy là Thời Gian. Tại sao chỉ có Thời Gian cứu tôi? Vì chỉ có Thời Gian biết tình yêu vĩ đại hơn tất cả. Đời người chỉ dài như một hơi thở, nhưng ta lại quá lưu tâm, quá bị chi phối bởi cái danh lợi và thú vui chống ta, thậm chí tới mức bị cuốn sâu vào những phiền não, nên vô tình bỏ quên tình yêu lại phía sau. Nhưng khi đã sống vừa đủ lâu, hiểu đủ sâu, ta biết tình yêu chính là sự sống, và ta chính là tình yêu. Theo nhịp thời gian, vợ chồng biết tình yêu hai người dành cho nhau là điều cao quý hơn tất cả. Vì sự sống lâu dài là gì nếu bên trong từng hơi thở dài ngắn không có tố chất của tình yêu? Vợ chồng sống với nhau, dù chỉ một hay vạn ngày, tình yêu chính là những nét cọ tạo nên bức chân dung hạnh phúc. Bạn vừa nghe xong một phần của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí
so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.